không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Mười tờ, nó chung mười tờ nha. Em có thương anh không? Tôi thật coi, cứu coi. Đừng rồi, đốt cái hộp chuyện ra ngoài. Vâng, hân hoan chào mừng tất cả quý vị học trò và 3.900 gia đình hai bên nội ngoại và quan khách đang có mặt trong lớp học ngày hôm nay. Xin chào, một tràng pháo tay ạ. Lớp học này là một lớp học hoàn toàn miễn phí và các anh chị có thể được nhận ngay một combo quà tặng là bất kỳ món ăn nào tại tiệm tạp hóa ngày hôm nay, với điều kiện là chỉ cần tham gia vào lớp học mà thôi nha. Và lớp học này sẽ do cô Bông tài trợ toàn bộ đồ ăn trong tiệm tạp hóa nha, một tràng pháo tay ạ. Nếu như ngày xưa chúng ta có nghe các cụ nói là muốn thành công thì chúng ta cần phải học. Nếu như không học thì cuộc đời chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta cũng thường nghe người ta nói rằng là dậy sớm để thành công. Nhưng dậy sớm để làm gì và để thành công thì nó lại vô cùng nan giải. Bởi vì không ai dạy chúng ta là dậy sớm và làm gì để có thể thành công và kiếm tiền tỷ cả. Tuy nhiên, tại lớp học ngày hôm nay, ở trên cái bảng này, các bạn sẽ biết chính xác làm sao để trở thành một triệu phú. Môn học của chúng ta sẽ được một vị giảng viên, tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, giáo sư, một người cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ vĩ mô, cực kỳ hoành tráng sẽ giảng dạy cho chúng ta. Và môn học của chúng ta có tựa đề là Hội. Hội là một đề tài nhà nhà, người người mà cái có cái quốc tịch Việt Nam là sẽ biết tới chữ hội. Ủa? Gì vậy? Nhưng có nhiều người chơi hội mà không biết hội là gì. Dạ đúng rồi em. Không biết hội là gì. Nhìn mặt em là biết rồi. Nhìn mặt em là chỉ có biết hội thôi chứ không biết hội đâu. Nhưng không sao, hôm nay em sẽ biết cái cách chơi hội, kiến thức chơi hội, công thức chơi hội, làm sao để hội đẻ ra hội mà mình không bị cùi. Và bây giờ, vâng, mời tiến sĩ thạc sĩ giết trình. Bà Vinh Vinh đâu biết cái gì mà bà giảng dạy trời. Trời ơi, học trò của tôi bao nhiêu năm rồi. Xin vé số hả? Alo, sao em hốc hội hả? Hôm nay em hốc bao nhiêu? 49 triệu, chờ chị về chuẩn bị tiền. Ơ, học đi nha, chị đi, chị chia hội cho anh ta. Dạ, chị đi cẩn thận nha chị. Dạ. Ủa Trinh, mày bán vé số biết đâu làm hội. Ủa, vé số thì vé số mà hụi thì là hụi thôi. Cái chuyện mà tôi từng trải cho nên là tôi rành về cái vấn đề hụi hàng lắm. Cho nên ngày hôm nay tôi thay mặt chị Dân, tôi sẽ dạy cái lớp này cho mọi người để hiểu hơn về cái cách chơi hụi như thế nào nha. Em học hụi khi nào mà giờ này em là tiến sĩ thạc sĩ đó? Cái đó là bà nói quá chứ em nào có mà tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ gì. Em chỉ là một con bán vé số ở gian đường thôi nha. Nhưng mà nghe nói là mọi người chưa hiểu về cái cách chơi hụi thì ngày hôm nay em sẽ cho mọi người một cái công thức và cách giải thích cho nó rõ ràng để mọi người biết cách chơi. Ok không? Ok. Ủa mà khoan đã, là gần chơi hụi lắm hả? Thì em rành chơi hụi lắm. Ủa sao chơi hụi giàu lắm mà sao bán vé số vậy? Thì tại vì bị giật hụi 5-6 lần rồi cho nên là bây giờ có kinh nghiệm đúc kết lại thành một cái giáo án để chỉ dạy cho mọi người. Ok không? Thắc mắc hoài hả? Đừng hỏi bà nữa cho bà chỉ luôn. Cái gì bà nói hoài trầu quá. Đúng rồi á. Dạ. Nói chung là Hân Quang chào đón mọi người đến với cái lớp mà chơi hụi của Diễm Trinh ngày hôm nay nha. Nếu như bây giờ mọi người muốn chơi hụi á thì đầu tiên là mình phải biết tới chủ hụi. Chủ hụi nha. Cộng với còn. Chủ hụi là gì? Chủ hụi là một cái người đầu nậu giống như bà Vân đó. Là bả là người chủ hụi, bả gom tất cả là những người chơi hụi. Cò là ai? Cò là giống như mình vậy nè. À, cò hiểu không? Thì đầu tiên là mình chơi hụi thì nói đầu tiên là số 1 là cái gì? Số 1 là số lượng người chơi. Số lượng người chơi nha. Số lượng người chơi. Số lượng người chơi thì bao nhiêu người chơi cũng được. Thí dụ một người chơi được không? Một người chơi thì chơi mình đi chú. Là sao? Tự chơi rồi tự hốt hay sao? Mệt ghê, phải có người chơi mới được, hiểu không? À, phải có người chơi hả? Nói chung là ai mà tự chơi chơi mình chơi á. Đúng rồi, số lượng người chơi là phải đúng, phải 2-3 người trở lên. À, thì bây giờ mình số lượng người chơi thì mình quy định là coi như là 12 người chơi đi. 12 người chơi nha, 12 người. 12 người là tối thiểu là phải 12 người. 12 người là trong vòng 1 năm đó. À. Thế thứ hai là thời gian. Thời gian hụi này mình có thể chơi là 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng. Đấy,
chơi mới à. Sao à? Có hụi một ngày không à? Một ngày khùng hả? Một ngày sao mà ngày trước ngày sau hút liền hả? Chơi chơi vậy kỳ vậy? Chơi chơi với dế. Ủa gì vậy? Tao không biết trò mà lại tao dữ vậy. Không phải anh saxophone anh kỳ quá, nhưng mà vấn đề là hỏi mà hỏi chạy nhảy vô trong họng ta gì kỳ quá. Chơi lời tao đàng hoàng, người ta chuẩn bị chơi hụi mình nói gì tao tao chơi. Rồi ok ok, Diễm Trinh xin lỗi nha, xin lỗi học viên nha. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Khó hiểu. Hả? Có cái gì đó đơn giản lắm, ví dụ một tháng thì có 12 người chơi nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 là chơi trong vòng một tháng này, ta quy định là một tháng hụi một tháng à, đã, tức là hai tháng là 24 người chơi. Ờ hình như đang vậy đó, một tháng thì hai tháng là chơi, ví dụ 24 người chơi không, ví dụ mà 12 người chơi trong vòng hai tháng cũng được, 24 tháng cũng được. Thôi thôi, nói chung là khó hiểu, chính kinh vàng tiếp đi. Anh ngồi không, anh ngồi im. Bà Dân ơi, nó nghe nè bà. Bà ra đây đi, trời ơi, cái học viên nó hỏi hoài à, tôi giải thích không được luôn á. Gì nữa? Cho em nói thầy, mình cho đóng 12 tháng đi. Đóng 1 tháng không hiểu. Bánh là tao. 1 tháng là mỗi ngày, mình đóng mỗi ngày hả? Không, tới tháng mới đóng, mấy bà nội. Hiểu không? Thí dụ cuối tháng mình đóng thì quy định là 1 tháng là mình đóng 1 triệu đi. 1 tháng là mình đóng 1 triệu. Tháng 5 triệu. 12 người là 12 triệu. Trong vòng 1 tháng đó sẽ đóng 12 triệu. Rồi ok, hiểu đó rồi. Vậy thì bây giờ mình đóng trong vòng bao nhiêu tháng? Đóng trong vòng 12 tháng. À thì đó. Thì thí dụ tới cái lượt mà hốt đầu tiên á, thí dụ giờ bé bỏng này kẹt tiền quá, bé bỏng hốt đi. Không không, bữa giờ không có kẹt tiền. Không có không hốt đầu tiên đâu. Thôi vậy chú muốn hốt đi. À, chú muốn hốt đi. Hốt gì? Ta giàu có quá, hốt làm gì trời. Vậy anh bay hốt đi. Trời ơi, chứ tự cùng với ai mà hèn hà hốt trước vậy? Ủa sao không ai hốt vậy? Dạ. Cho saxophone hốt đi. Đưa quyết định chơi để coi không mới biết câu chơi không. Ủa trời không, vấn đề là phải có người hốt. Người ta không hốt thì người ta sao được. Giờ mấy người không hốt thì coi như là tôi hốt đi. Nhưng mà có đóng tiền không hốt? Có, thì cái bây giờ mình quy định là mình có trong đây đi. Thì bây giờ 1 tháng là coi như đóng 1 triệu đúng không? Rồi. Là coi như là tôi hốt đi. Tôi hốt thì coi như là tôi bỏ cái hụi đó là 200 ngàn. Tôi hốt đầu tiên. Mà cái người hốt đầu tiên là người đó bị lỗ. Hốt đầu tiên là chỉ hốt được có 800 ngàn thôi. Hiểu không? Là mấy người còn lại là chỉ đóng là 800 ngàn thôi. Hiểu không? À, 800 ngàn, 8 ngàn, 12 ngàn. Rồi, tháng vừa rồi là thật cô hốt rồi đó. Thì là cô là hụi chết. Còn mấy người là còn sống. Hiểu không? Ủa chơi hụi mà có sống chết nữa ta? Đó, có sống chết. Tự nhiên cái chết kìa vậy? Đáng vậy? Hiểu không? Có nghĩa là cái từ ở trong cái hụi người ta ghi là hụi sống và hụi chết á. Thì hụi sống là coi như là mấy người còn sống nè. Là mấy người chỉ đóng có 800 ngàn thôi. Còn hụi của tôi là tôi chết rồi nè, hiểu không? Là coi như tôi đóng 1 triệu. Chết là phải đi đám ma chứ. Phải đi đám ma chứ đúng không? Đi đám ma chứ. Đám ma cái gì? Cái đó là cái từ để người ta nói vậy thôi. Trời ơi sao rối não dữ vậy trời. Hiểu không? Nãy giờ nói vậy hiểu không? Sao à? Đó. Rồi xong nè. Tới cái tháng thứ hai, thí dụ mà giờ chú hứa, chú hư á, chú hư hốt đi, kẹt tiền quá hốt đi. Không, tao đâu kẹt tiền bắt tao hốt hoài vậy. Thôi tháng này để em hốt cho. Rồi, rồi, cái tháng này là em hốt đi ha. Em hốt thì bay cũng hốt luôn. Bay hốt đi để hai người tranh với nhau. Nếu mà hai người hốt vậy là phải bỏ thăm. Bỏ thăm ai cao hơn là người đó mới được hốt. Bay cao hơn, bay cao hơn. 200. Rồi bên đây 300. 300 vậy là bay hốt. 350. 400. 450. 500. 500. 1 triệu. Là coi như mày không có đồng nào luôn đó. Trời sao ngu vậy trời. Đại thảo. Coi như là cái tiền đó là coi như là đưa cho người ta luôn rồi. Ủa vậy sao hợp lý nè. Thì đây nè, thay vì là một hồi 1 triệu đúng không? Thí dụ giờ anh bỏ 300 đi thì anh còn lời được 700. Giờ anh bỏ 1 triệu, anh đưa cho người ta 1 triệu luôn rồi. Hiểu không? Vậy là bỏ 300 thôi. Bây giờ bỏ 300 thì 700 một người đóng lại để mà đưa cho người ta. Đúng rồi, đúng rồi, đưa cho anh đây á. Đưa cho anh bay đúng không? Dễ hiểu mà. Chưa hết đâu, mình phải trừ cái tiền đầu thảo ra nữa là cái tiền cò đó. Là coi như mình phải trừ là tùy theo người ta quy định nha. 500 hoặc 1 triệu tiền thảo. Thì cái số tiền đó nó không còn lại bao nhiêu. Nói chung là bị lỗ rất nhiều. Cái người mà hốt cuối cùng là cái người đó mới lời. Hiểu không? Hiểu chưa? Thí dụ như tháng thứ tư đi, rồi tới tôi hốt đi. Tháng thứ tư thì hốt thì thí dụ một mình hốt đúng không? Thì phải bỏ thăm. Thì bây giờ tôi bỏ 1 triệu rưỡi được không? Bỏ 1 triệu rưỡi là phải bù thêm 500 vô đó. Là có nghĩa tôi đưa cho mỗi người 500. Đúng rồi. Không. Chữ đó chơi khôn lắm á. Đúng rồi, phải đưa cho thêm 500 rồi. Cộng tiền của mình từ nào giờ là đưa cho người ta luôn. Hiểu không? Người này khỏi cần đóng luôn. Đúng rồi, không có cần đóng. Khỏi cần đóng mà được thêm 500 nữa. Đúng rồi. Được ta, được không? Đó, được không? Nếu mà vậy thì chơi luôn lụm không? Đâu ai ngu chơi vậy. Thì đó, hiểu không? Đó cái cách chơi hụi nó là vậy. Dạ dạ, cô Diễm Trinh cho em hỏi nè. Ví dụ như cái
người mà hút hụi cuối cùng á, thì người ta lời chỗ nào? Lời xám lời. Vậy bây giờ cuối cùng là người ta rút ra được bao nhiêu tiền? Lời là sao? Lời là cái người hút đầu tiên, ví dụ trừ ra 200 đó, thì thay vì là đã đóng 1 triệu thì bây giờ mình đóng có 800 ngàn. Đúng rồi, đóng 800. Có 800 à? Đợt sau đóng 700. Đợt sau ví dụ người ta bỏ 300 thì cái người nào mà hút á là được. Nhưng mà cái cuối cùng á là mình hút là được 12 triệu hay là hơn 12 triệu mấy lần á? Người ta đóng lại 1 triệu thì cho bây giờ mỗi tháng có người hút là người ta bỏ 200 đi, là 12 tháng là nhiêu? 12 triệu. 12 tháng bỏ 200, mỗi tháng 200 à, là 1 triệu 2. Triệu 2, lời được triệu 2. Là 1 triệu 2 là lời 1 triệu 2 thôi chứ. Trời ơi, thì lời 1 triệu 2 không muốn hả trời? Thì một năm mà lời 1 triệu 2 muốn gì nữa trời. Ví dụ như cái người chủ hụi với người cò đó à. Một ngày đẹp trời cái ngủ dậy cái người ta biến mất là bị giật hụi luôn rồi đó. Là giật hụi. Là bị giật hụi luôn rồi. Là tất cả mọi người đã bị mất hết. Ờ. Ôi vậy cho chơi chi. Nhưng mà cái người mà hốt hụi chết đầu tiên không mất. Không, nếu mà coi như là chủ hụi mà giật á, chủ hụi mà giật mà cái con mà hốt đầu tiên á, cái con hốt đầu tiên là phải đóng lại trả lại cho mấy người đó. Ủa gì kỳ vậy? Kỳ vậy? Ờ, vậy? Thì đó, thì cái luật là vậy mà. Nhưng mà nếu mà chủ hụi giật là chủ hụi giật bao nhiêu tiền? Nếu mà giật là coi như là thí dụ mà hụi 12 tháng vậy đi thì là 12 triệu. Có 12 triệu là giật làm gì? Trời đất ơi, giật 12 triệu nhưng mà giật rất là nhiều giây. Nhiều giây là bao nhiêu giây? Thì thí dụ 12 người này nè, trong chơi hụi 1 tháng vậy là 1 giây. À. Còn thí dụ mà giống như hồi nãy 2 tháng là 24 người chơi đó là coi như là 2 giây thì nó rất là nhiều giây, vậy thì nó giật cái giây đó xong rồi đứt luôn nó chạy luôn. Trời ơi hiểu chưa? Trời ơi thiệt tình luôn á, thiệt á. Giải thích mà cứ hỏi hoài gì à. Mà Dân, mà đi về đây mày giải thích với tụi nó đi nè. Trời thiệt á, chơi hụi là phải có niềm tin. Còn nếu mà không có niềm tin thôi đừng chơi. Mệt ghê à. Mà Dân, mà đi về mà làm đi tụi lắm. Ê, hiểu không? Cười chứ hiểu mày. Hiểu không? Mày nói là hôm nay thì lớp học với mình lớp học hề. Không hiểu gì chứ. Không, nhưng mà thông qua cái lớp học ngày hôm nay mình cũng hiểu ra được nhiều vấn đề lắm á. Chú nghiệm là một vấn đề là chú không bao giờ chơi hụi. Tiền nhiều cái giữ trong túi còn mất nó chi đưa cho người ta. Tốt nhất là ta về ta tắm áo ta vô trống vô đục đáo nha vẫn hơn. Tiền mình giữ, đừng đưa ai giữ. Đúng rồi. À mình làm mất không tất. Tiền của mình đưa người ta, tay thấy luôn mình mới tất. Vậy là quyết định cuối cùng là không chơi hụi. Lắm.